Xét về giá trị thì không có một đồng coin hay crypto nào vượt qua được Bitcoin. Nhưng xét về mặt phổ cập, thông dụng trong đời sống hàng ngày thì có lẽ sẽ không có đồng coin nào vượt qua được Pcoin. Pi Network đang sở hữu một cộng đồng hơn 50 triệu người đào Pi và hệ sinh thái đang lớn mạnh từng ngày. Bạn chưa đào Pi bây giờ thì chỉ 2 đến 3 năm nữa thôi, bạn sẽ trở thành một người lạc hậu trong thế giới có Pi Network. Trong cái thời đại công nghệ số hiện nay, ai sở hữu được một cộng đồng đông đảo thì người đó sẽ là vua. Và các bạn thấy cộng đồng người dùng Pi đông đảo và trải rộng khắp thế giới như thế nào rồi đấy. Hãy nhanh tay tải app Pi Network trên cả hai nền tảng hệ điều hành là Android và iOS và nhập mã mời Hoàng Minh Thắng 88 để có thể đào và sở hữu Pi Coin ngay lập tức các bạn nhé.